Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết gian lận thông đồng để nâng khống giá trị của gói thầu mua sắm hệ thống Real Time PCR tự động xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Căn cứ kết quả điều tra về tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và 6 cán bộ liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.